Su xin kính chào cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Cô Su Video. Kính chúc cả nhà mình nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Bây giờ là 6:30 tối, cô chú anh chị bạn Cô Su cùng với cả nhà mình đang đi dạo một cái góc đường. Nãy giờ Cô Su đi dạo mà Cô Su nghe cái tiếng tùng tùng cái theo như quán tính là năm ngoái rồi, cách đây 2 năm rồi, cái Cô Su thấy cái đội Lâm đội đồng á tập luyện, cho nên là cái Cô Su theo quán tính cho Cô Su chạy theo đường, thì đây là Cô Su thấy có một cái đội đang đi bộ này, thì sẵn đây quay cái cảnh cho mọi người dần xem và cái đội đang đi trên đường và quay cái cảnh buổi tối nhiều người ở nơi này cho cô chú chị bạn xem luôn. Thì gần tới cái lễ Nghinh Nông, lễ hội Nghinh Nông ở cả nhà mình thì rất là đặc biệt là có cái đội đồng biểu diễn rất là đặc sắc, cho nên là bây giờ là họ phải tập luyện trước để mai mốt là sẽ biểu diễn cho bà con xem. Di chuyển không biết về đâu, mình cứ đi tụng hả? Đi vô dạng, đi vô dạng để cất rồng. Nè, mọi người đứng xem cũng giống như Tiêu Xuân. Cô sẽ cố gắng đi vào lúc 5 giờ chiều để quay cái cảnh mọi người tập. Đây là người dân cũng đứng giống như Tiêu Xu. Dạ, mình hỏi kỹ là mấy chú đó chú biết. Thì ở đây
vọng sắp tới 23, 24, 25 tháng 8 cả nhà mình ở chùa Ông hoặc là ở trên đường Trần Phú đó, thì sẽ có 3 ngày đó để mà tổ chức. Ngày cuối cùng là ngày 25 là sẽ có diễu hành trên đường và có sẽ có múa rồng. Và thì xuống nhớ không làm là đi họ sẽ múa phía trước chùa rồi họ đi diễu hành trên các con đường đó, thì cả nhà mình nhớ đón xem nha. Chiêm ngưỡng dung nhan của từng người một, nhưng mà ở đây thì mình đợi đến người cuối cùng đi ra luôn để cô chú anh chị các bạn cùng quan sát được và thấy được những cái hình ảnh đặc biệt của mọi người ở đây đi, trước cái sự chuẩn bị cho cái lễ Nhà Nông sắp tới. Thì ngoài cái đội lân sư rồng này thì đi sư biết là ở chùa Ông Quan Thánh Đế Quân thì có 4 cái hội quán, thì mỗi hội quán họ cũng tập luyện và họ cũng có đội lân đội rồng riêng, và họ cũng tập luyện để cho đến cái ngày đó để vào trong chùa để mà biểu diễn ra mắt ông bà. Nãy giờ Tiểu Sư cùng với cả nhà mình đứng đây khá là lâu ha, nhưng mà mình thấy là vẫn chưa ra hết.
thì sầu thi là mọi người họ đều đeo ở trên những cái chai nước hay gì cũng máu, chắc là nước uống đó, cho nó khỏi khát. Rồi thì sầu hỏi anh này, anh đi rồi, định là anh mà lại gần là mình hỏi. Đây là đường Võ Thị Sáu và là đường Huyền Trân Công Chúa ngày trước đó cả nhà mình. Ê, đây là cái chỗ mà dân ông cô này mọi người đem ông rầm đem vô đây cất, cất ở trong đó. Rồi mọi người đi về hết rồi. Dân ông cô Nam Hải Vạn Hưng Long này, hôm bữa trước Tiso cũng có quay cái lễ hội ở nơi này để giới thiệu cùng cả nhà mình nữa ha. Đây là cái góc đường Võ Thị Sáu, ở đây có cái nhà nội mình bún đậu nè, chỗ này mới nè, nhìn thấy cũng bắt mắt ha. Tiệm cho thuê quần áo là Thiên Đường Sống Ảo nè cả nhà mình. Sống Ảo là chụp hình post lên Facebook, Zalo, quay những đoạn short ngắn đăng lên TikTok để mọi người vào bình luận nha. Cho nên là giới trẻ hay gọi cái từ là sống ảo. Sống ảo có nghĩa là sống không có thật nha. Mà đúng thiệt cả nhà mình. Tại vì nhiều người bây giờ hiện đại lắm. Mình coi có những cô mình xin lỗi là khi mình dùng từ chút xíu là nhìn cái bắt ấn là nhìn gọi là muốn ói luôn, nhưng mà trang điểm mà họ qua từng lớp mình nhìn không ra luôn, trước khi trang điểm đến sau khi trang điểm là nhìn không ra luôn. Cho nên là ai mà chụp hình nhìn trên Facebook mà họ dùng app là trang điểm kỹ quá thì ngoài đời đôi lúc mình nhìn mình sẽ thấy cái sự khác biệt rất là nhiều. Nên là dùng cái từ sống ảo là đúng. Ai thấy sống thiệt thì sẽ chọn cái cách thức sống khác. Đời gốc này thì là một cái gốc mà thường là nhiều người cũng sẽ lại để mà ăn uống nè, là cái gốc đường này. Đây là gốc chỗ này phía trên là có bò la lốt, có chả cuốn cá trích. Rồi bên góc này là răng mực, mắt mực, chả mực. Rồi gì nữa ta? Cháo, bánh canh, bánh căn, gỏi, gỏi ốc, nước mía, trứng gà nướng, chân gà nướng. Đó, ở đó là có những cái món này như vậy. Trong góc đường Võ Thị Sáu. Cái chỗ Tiso đang đứng là 202 Võ Thị Sáu. Cả nhà mình cứ nếu mà đi chơi du lịch có xe máy thì chạy xuống đây 202 Võ Thị Sáu, ngay góc Tiso đang đứng nè. Là cả nhà mình nhìn qua là thấy rất là nhiều món ăn. Mình thích ăn cái món gì thì vô mình thưởng thức rất là dễ. Này ví dụ như Tiso, đây Tiso coi nè. Đây là chả cuốn cá trích nè cả nhà mình. Món ăn đặc biệt ở Phan Thiết nè. Những cái quán của bà con ở địa phương bán thì nó sẽ rẻ và vị nó cũng đậm đà, không khác gì những cái quán bán du lịch. Cho nên nếu mà cả nhà mình muốn ăn những cái món đặc sản của địa phương thì mình chọn những cái quán bình dân bên lề đường nhìn thưởng thức. Bao ngon, bao rẻ. Đó này là cắt. Nằm đi gì đó. Cái gì? Múc bệnh mắm bay nữa sao hả?
ngàn phần, 35 ngàn phần chị. À, còn chả là riêng ạ? À? Dạ, chả cuốn là 30 ngàn. Chả cuốn là 30 ngàn đồng một chục. Dạ, còn cuốn, cuốn bán là 15 ngàn cuốn. À, cuốn là cuốn sẵn vô bánh tráng rồi có nhân đồ đó ha. Nhiêu đó là hai phần hả chị? Dạ, cái này là hai phần. Hai phần. Hai nem nướng em. Hai nem nữa nè, cả nướng. Hai nem. Nem nướng. Ấy là thịt. Rồi, có thịt nem gọi là thịt nướng. Cái thịt nướng hả ta? Nhưng rau sống đầy đủ hay. Nướng đó là xiên hả chị? Xiên nướng. Mình bán xiên riêng hay là trong phần nem có? Trong phần cũng có luôn mà bán bán xiên riêng. Bán riêng là bao nhiêu riêng? Dạ 18.000 xiên. Dạ. Đó, cả nhà mình hấp dẫn không? Đây nè. Đây là cả nhà mình ở đây gọi cá trích nữa với lại nem nướng. 78.000 nguyên hộp đó, ngon cả nhà thôi, ngon bữa rẻ. Vừa trứng vừa chả vừa đây là xiên, nướng, mắm. Hai đứa nó đang ăn chả cuốn á. Coi hồi gì lấy bánh tráng kia thầm. Mới bỏ rồi. Vậy nè, 30.000 ha. Dạ. Chả đồ bỏ đây. Đây chả cuốn à. Làm để em làm cái mạt cho chị quay. Dạ. Luôn. Này là đem về phần vậy là 35.000 ha. Dạ. Rau nè cả nhà. Dạ. Rau sống tươi ngon. Đây là một phần mà chị sẽ làm. Cái này là phần hai người. Dạ. Là 70.000. Đây là 50 bốc. Làm cho chị đủ 50. 202 gọi thì 6 cả nhà. Rồi cá, bánh xèo, nước mía, bún thịt nướng, chả cuốn cá trích. Bảo Hân cả nhà mình có luôn cả gỏi gỏi cá trích nữa. Chục hả chị ha? Dạ. À, 70 hả cả nhà. Dạ rồi. Em cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Nhà quán bình dân thôi nhưng mà nãy giờ mình thấy là khách đứng vào ăn ngon đông ha. Bữa nào cả nhà mình ghé lại đây thưởng thức nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình. Đó cả nhà mình, đó khi là khách du lịch đó là họ vào đây là họ cứ đi vào cái hẻm này là thưởng thức thôi. Nhìn ngon và hấp dẫn ha. Bên này là mì gõ với lại cái hàng bánh canh lâu năm ở Phan Thiết quê mình đó.
Đường này thì đi thẳng một hơi là sẽ xuống xuống lại ở biển Thuận Chánh. Không biết bây giờ vào buổi tối cuối tuần thì có gì đặc biệt không, thì thôi mình cứ đi xuống dưới ha cả nhà. Hôm nay video clip này thì Su quay vào chủ nhật và sẽ đăng vào trưa ngày thứ hai là ngày mai đó. Hôm nay chủ nhật là ngày 11 tháng 8, ngày mai là ngày 12 tháng 8 sẽ đăng lên để giới thiệu cùng với cả nhà mình cái cảnh Phan Thiết quê mình vào buổi tối nha. Nên là cô chú anh chị các bạn xem nhớ bấm like ủng hộ thì Su với. Dọc đường Võ Thị Sáu này, nguyên con đường này buổi tối cả nhà mình bánh mì xôi mặn phở bò gì là đầy đủ hết đó, ăn những cái món ăn vặt xôi mặn bánh mì gì đều có hết nha. Bây giờ mình đi xuống dưới này, này là thuộc phường Hưng Long cả nhà mình, ở đây thuộc phường Hưng Long. Đây có một cái xe nhỏ nhỏ, cái xe của cái người này hồi xưa giờ họ ở trong bên góc nhà thờ, bây giờ họ cũng ở phía trước nhà thờ vậy đó, ngay góc dưới cột điện. Đây là mình đi ra lại biển Thuận Chánh nè. Rồi đến đây thì đi ra lại biển chơi một chút cho gió mát cả nhà. Đây là đồ ăn vặt. Ô, mình có được đi vô không ta? Cho đi bộ hả? Không được đi xe vô. Sao nãy có người chạy xe vô được ta? Hả? Một người thì nhà dân, một người thì người bán. Ok. Vậy là mình không có được đi vô cả nhà, phải đi bộ. Để mình vòng qua đây nha. Bên này là chỗ gửi xe nè. Đi xô định đi chạy một cái ào vô ha. Nhưng mà thôi, giờ gửi xe thôi, vòng ra lại cả nhà. Đứng đây ngắm biển thôi, hít thở biển thôi. Không gửi. Ở đây thì hồi xưa là mấy phỏng là có xe chạy vô, bây giờ là không cho vô. Mà những cái đường ở đây họ sắp xếp cái hàng ghế cong theo cái bờ cong của biển cũng khá là đẹp. Chứ bây giờ họ set up lại nó có cái hệ thống trật tự, nó không có xô bồ giống mấy ngày hôm trước nữa. Thì như vậy nó cũng là một cái tốt của khách du lịch. Khi đi vào đây chơi thì không có bị khó chịu ha.
ở đây rất là dễ chịu nè, nhìn cảnh rồi người ta đi ngủ. Ở đây thì có cái là ví dụ như mình muốn đi vào ăn á là mình phải gửi xe. Đây là đạp xe đạp, được phép đạp xe đạp nha, được phép chạy xe máy vô, đây có cái xe máy chạy ra. Xe vô nữa kìa. Đây mình không có được đi vô. Chỉ có những người nào mà người ta buôn bán hay cái gì trong này thì người ta mới được chạy xe vô. Còn thí dụ như khách thì phải để xe ở ngoài. Đứng đây hít thở không khí biển là cũng hay lắm cả nhà. Mát mẻ lắm. Viên biển Hương Chánh mấy hổm thì xu thế chữ nổi lên lắm mà sao hôm nay chắc là họ đang sửa chữ hay họ bằng cái gì đó mà mình thấy không có nổi cái hàng chữ lên nữa, chắc là đang chỉnh sửa lại cái gì đó. Đây cả nhà mình thấy giờ này là xe khách đi về, đó, xe vàng biển số 47A, bên kia là biển số 51, đó, vô đây là gửi cái xe hơi, gửi cái xe máy rồi mới đi vào trong cái khu vực dạo chơi biển, thăm biển, chạy xe xuống. Rồi bây giờ thì mình sẽ dạo một chút xíu xuống nữa dọc cái con đường Lê Lợi. Và buổi tối chủ nhật thử là ở đây có đông khách không? Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy nãy là có cái bảng khu vực không cấm đậu đổ xe đó. Cho nên là xuống Hương Chánh là cả nhà mình cho xe vào bãi ha. Rồi là gửi xe máy đi vô. Nếu mà muốn đi xuống biển hay là muốn đi dạo hoặc là ăn hàng, ăn vặt gì đó thì cũng phải gửi xe chứ không có được chạy ào giống như mấy hổm nữa. Hồi nãy khi mình đi xu chạy ào vô là bạn đó bạn chặn lại. Thì đó cũng là cái cách làm đúng để cho mọi người tuân thủ theo. Và khi mà đúng hơn xíu nữa là ai cũng như người đó, tất cả mọi người nếu mà đã cấm không ai được vào thì phải là đồng đều như nhau. Chứ còn như nãy giờ Tisu mà đứng đó Tisu coi thì vẫn có người chạy xe máy vô được. Cho nên là mình quay thì mình biết là những người đó là người ta vào, người ta kinh doanh thì người ta được chạy vào. Còn như người mà bình thường mà muốn đến chơi là phải đậu đổ xe ở ngoài. Phải mất công giải thích vậy thôi. Giờ mình cứ làm đều, anh kinh doanh hay không kinh doanh thì cứ theo luật mà làm thôi. Như vậy thì nếu mà khách du lịch người ta đón nhận những cái hình ảnh không được đi vào gì thì người ta nhìn những người khác, người ta sẽ không có cái sự so sánh, người ta cũng không có suy nghĩ là có sự khác biệt ở đây, thì cái hình ảnh du lịch nó sẽ đẹp hơn nhiều nữa. Đây là mình đang đi dọc lên con đường Lê Lợi. Đường này buổi tối hơi buồn chút ha, cho nên là cả nhà mình có nghỉ dưỡng ở đây thì buổi tối mình đi bộ ra bãi biển Hương Chánh hoặc là bãi biển Đồ Dương để mình tham quan dạo biển, uống cà phê dọc bãi biển. Tại vì Tisu đi đường ngoài này thì không có đi vào phía trong những cái đường hẻm bên trong, thì dọc theo bờ biển là sẽ có những cái quán cà phê buổi tối, cảnh rồi nhìn cũng đẹp và chụp hình hoặc là ngồi hóng gió biển cũng rất là thoải mái và dễ chịu. Thì giới thiệu thêm để cô chú anh chị các bạn biết
Thì gặp những cái quán cà phê á, thì cả nhà mình sẽ đi ở bên đường Lê Lợi, cái hướng bên tay phải của Tissue đang đi nè. Cứ những cái hẻm nhỏ cả nhà mình đi vào á, ví dụ The Sea nè, cà phê ven biển nè, ở mình cứ đi vào phía trong là sát bờ biển luôn, ngồi hóng gió biển rất là mát. Rồi Tissue đến đây là góc trên kia là biển Đồ Dương, mình cũng đi lên thêm một chút xíu nữa để coi thử buổi tối biển Đồ Dương có đông không ha. Mình thấy cái việc mà sắp xếp lại cái đội ở ngoài ở chỗ biển Hưng Chánh á, bán hàng rồi họ sắp xếp lại theo cái đường vòng cung á, như vậy rất là đẹp, đẹp trong mắt du khách và không có còn cái sự lộn xộn chạy ra chạy vô nữa, đó là một cách làm tốt. Và mình xây dựng mỗi ngày một chút để cho cái hình ảnh của Phan Thiết ngày một và đẹp hơn trong cái mắt của người khách du lịch đến chơi và tham quan ở Phan Thiết. Tissue ước gì ở cả nhà mình là mở thêm được một cái chỗ nào đó nguyên một con đường bán hải sản, nhưng mà là hải sản thì là tươi, là ngon, bán đúng giá phải chăng, cân đúng ký nữa là mình sẽ thu hút được nhiều khách du lịch đến với Phan Thiết Bình Thuận vui chơi nhiều hơn nữa. Tại vì thật sự ra người ta gọi là thuận mua vừa bán, người bán người mua thương lượng với nhau, được thì mua, không được mà anh mua lầm đó là do anh không có nhìn ra được cái điều không vui đó, thì mình phải chấp nhận. Nhưng mà thật sự ra là mình nếu mà đi du lịch thì nếu mà có thêm ở Phan Thiết quê mình có thêm một cái chỗ như vậy nữa thì Tissue nghĩ là hình ảnh nó sẽ đẹp hơn nữa. Tại vì mỗi lần mà Tissue quay về biển, quay về hải sản là toàn nhận cái lời bình luận không tốt của những người đã trải nghiệm ở tại Phan Thiết quê mình không, thì nó sẽ dần dần sẽ mang đi những cái thiện cảm của người dân khi đến Phan Thiết quê mình để chơi nghỉ dưỡng. Rồi đi vòng vòng nãy giờ đây là biển Đồ Dương. Bây giờ biển thì cả nhà mình thấy là rất là sáng ha, công viên biển đèn sáng đẹp, hít thở khí hậu quá trời đã luôn. Cái hình ảnh này rất là đẹp so với những cái kỷ niệm, những cái ức ngày xưa mà Tissue học lớp 10, 11, 12 đó. Mình đi học xong rồi cái mình về đạp xe ngang đây là tối hù à, không dám đi luôn á cả nhà. Bây giờ từ ngày mình thấy là mỗi ngày có một cái hình ảnh đẹp hơn nữa, cộng với cả nhà mình thấy là bây giờ những cái nơi mà công viên công cộng ở Phan Thiết quê mình đó là có thêm những cái bảng hướng dẫn chỉ đường nè, những cái bảng QR để quét những cái thông tin về du lịch nè, đó thì đó là những cái đổi mới mà Phan Thiết mình dần dần sẽ được nâng lên cái hình ảnh tốt đẹp hơn trong trái tim của những người đi đến Phan Thiết mình du lịch. Và đến đây là cuối của biển Đồ Dương của chú anh chị các bạn. Bây giờ Tissue xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và an yên đến với mọi người mọi nhà. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.